hơn 20 năm làm nghề của siêu mẫu Thanh Hằng, sở hữu khối tài sản kếch xù, xe biệt thự sang chảnh nhưng vẫn bật chế độ độc thân. Khán giả theo dõi showbiz có lẽ không ai không biết đến Thanh Hằng, nàng siêu mẫu diễn viên hay còn làm cả hoa hậu. Sinh ra tại Đà Nẵng, đạt danh hiệu cao nhất ở cuộc thi phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2002 là bước đệm đưa chân dài này vào làng giải trí hơn 20 năm. Với vóc dáng nổi bật, gương mặt xinh đẹp và thần thái sắc bén, Thanh Hằng luôn chỉnh chạy ở vị trí vedette hay first face trên sàn runway tại các buổi diễn đắt giá. Trong tuần lễ thời trang Việt Nam International Fashion Week 2021, nữ siêu mẫu vẫn là cái tên được ưa chuộng và được các nhà thiết kế hàng đầu săn đón cho vị trí mở màn hoặc khép show. Hành trình ngồi ghế nóng, làm host, làm huấn luyện viên cho loạt chương trình tên tuổi như Next Top Model, The Face cũng để lại dấu ấn đậm nét của một chân dài cương trực, thẳng tính và luôn nghĩ cho đại cuộc. Đối với các siêu mẫu Việt Nam, nếu Thanh Hằng nhận vị trí thứ hai thì hiếm ai dám tranh ngôi số 1. Bản thời trang không cần bàn cãi, nhưng với điện ảnh lại là một câu chuyện thú vị khác. Vào thời đầu những năm 2000, như bao chân dài khác, mỹ nhân sinh năm 1983 cũng chọn thử sức ở vai trò diễn viên và may mắn tạo được ấn tượng không nhỏ. Từ những cô gái chân dài, Tuyết nhiệt đới là hai bộ phim duy nhất cô đóng vai phụ, sang đến vai chính trong Nụ hôn thần chết, Thanh Hằng đã sớm mang về cho mình giải nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất năm 2008 ở Mai Vàng. Kể từ đó về sau, cô nàng đều đặn nhận các vai chính màn bạc qua từng năm. Có phim thành công và cũng có phim không được đánh giá cao, nhưng vai trò diễn viên lại trở thành đòn bẩy tốt giúp giữ vững vị trí siêu mẫu đắt giá của Thanh Hằng. Diễn xuất của cô vẫn là đề tài gây tranh cãi, có người cảm thấy thuyết phục nhưng vẫn có người chê nữ diễn viên đóng cứng. Ba bộ phim gồm Mẹ Chồng, Tháng Năm Rực Rỡ hay Chị Em vẫn chưa thể thuyết phục toàn bộ khán giả. Thanh Hằng còn tự tin hóa thành Thái hậu Dương Vân Nga trong dự án Quỳnh Hoa Nhất Dạ. Công chúng rất mong đợi được nhìn thấy Thanh Hằng lần nữa diện cổ trang. Kể từ Mỹ Nhân Kế, nàng siêu mẫu từng gây bất ngờ khi lấn sân sang lĩnh vực văn học bằng việc cho ra đời tựa sách Mẹ Chồng, chuyển thể từ kịch bản điện ảnh cùng tên năm 2017. Thanh Hằng sống trong một căn hộ cao cấp, cô rất quan tâm đến yếu tố phong thủy khi lựa chọn màu sắc, nội thất cho mái ấm của mình. Về việc trang trí, người đẹp dành sự ưu ái cho các thiết kế đơn giản không quá cầu kỳ, đặc biệt phải thể hiện được phong cách sang chảnh quý phái của chủ nhân. Nữ diễn viên Những Nụ Hôn Rực Rỡ cũng tạo thêm điểm nhấn cho tư gia bằng việc treo thêm những bức họa có gam màu nổi, sặc sỡ. Chưa kể, cô cũng khiến công chúng choáng ngợp và ganh tị với phối cảnh căn biệt thự mới. Được biết, nơi này vô cùng xa xỉ và đậm tính nghệ thuật. Điều đặc biệt hơn cả, Thanh Hằng ở độ tuổi 40 vẫn lẻ bóng, nhưng cô kể rằng mình sẵn sàng kết hôn, muốn có chồng sau một lần cự tuyệt ai đó. Là một trong những mỹ nhân thành công nhất showbiz Việt, có lẽ sẽ còn rất lâu nữa chúng ta mới tìm ai đó vượt qua được Thanh Hằng. Hy vọng rằng với sự nhiệt huyết vẫn chưa vơi dành cho nghệ thuật, khán giả sẽ còn được mãi thấy một nữ siêu mẫu, một nữ diễn viên luôn rực rỡ trên hành trình của mình. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện Ảnh.net là nơi dành cho bạn.